Số 500 người đầu tiên của đoàn 559 nổi tiếng đã trở thành một con số không thể tính hết được. Trong đó có cả các đại diện của nhân dân Cuba. Khi con đường đã từ trong bí mật đi ra ánh sáng, một ánh sáng mà tất cả bạn bè và kẻ thù đều thấy lớn lên từ bình minh. Cái ánh sáng mà Mỹ và cái bóng đêm Sài Gòn cố tìm mọi cách xóa đi hay cắt đứt bằng mọi giá những người xây dựng và bảo vệ con đường đã phá và vô hiệu hóa 56.750 quả bom nổ chậm, 12.600 bom từ trường và 81.500 quả mìn đã đào khoảng 7 triệu 300 mét khối đất đá để lấp các hố bom và sửa chữa các đoạn đường bị phá. Giữa những năm 1965 và 1974, lực lượng phòng không đã bắn rơi 2.450 chiếc máy bay các loại trên đường Trường Sơn, con đường Hồ Chí Minh, tiến hành 100.000 trận chiến đấu và trong giai đoạn này, bộ binh đã chiến đấu 2.500 trận, tiêu diệt gần 17.000 tên địch và bắt 1.196 lính ngụy Sài Gòn. Các đồng chí Cuba đã nhìn thấy nhiều địch bị bắt khi chúng cúi đầu đi chậm rãi trên con đường mà chúng nói là dễ đánh chiếm được. Cuộc nói chuyện đó được tiến hành khi tôi đã là đại sứ, không với hình thức lễ tân, hiểu nghị chung chung mà tôi phải tranh thủ các cuộc viếng thăm chia tay này để thu thập những chi tiết cuối cùng cho công việc. Việt Nam không phải cho công việc lễ tân, vì vậy những số liệu tôi đưa ra ở đây đã được chỉnh lý sau này. Giống như các chiến sĩ đã cùng với Phi Đen đấu tranh trên núi, cũng như các chiến sĩ vô danh đấu tranh trong bí mật họ không bao giờ nghĩ đến những tấm huân chương trên ngực. Các công nhân xây dựng Việt Nam cũng không bao giờ nghĩ tới một ngày họ nhận được những tấm huân chương của Việt Nam. Ngày 10 tháng 5 năm 1975, ở Hà Nội tổ chức lễ trao huân chương đoàn kết trong cuộc đấu tranh chống Mỹ cho tất cả các thành viên của đơn vị 4539 A74. Tấm huân chương được Trung tướng Trần Sâm gắn. Đồng chí Trần Sâm là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Dự lễ gắn huân chương còn có một số sĩ quan từ miền Nam mới được giải phóng. Trong đó có Đại tá Đặng Hùng. Ngày 11 tháng 5, tại Phủ Thủ tướng, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã tiếp cả nhóm. Trong buổi tiếp còn có bà Meba Hermanet và Đại sứ Raul Fonen trong khi mọi người sắp hàng ở các bậc tam cấp trước phủ thủ tướng để vào cùng một lúc, một đồng chí trong nhóm đã nói, chúng ta là đội bóng chày đã giành được chiến thắng trong trận đấu. Không ai dám cười cả vì tất cả mọi người đều rất xúc động. Chúng tôi trao đổi kinh nghiệm, kể các mẩu chuyện, hỏi han lẫn nhau. Đồng chí thủ tướng với niềm phấn khởi thể hiện qua phong cách của mình đã nói, có thể các đồng chí chưa hiểu hết tầm cỡ của sự hợp tác này chính nhờ nó đã góp phần kết thúc chiến tranh điều chúng ta biết là sự tham gia của cuba với các phương tiện sự huấn luyện và cố vấn trên thực địa là một trong những nhân tố đã dẫn đến những thắng lợi của chúng tôi họ đã hoàn thành hoàn toàn nhiệm vụ được giao phó điều đó chứng tỏ các cam kết của các đồng chí cuba là rất nghiêm túc và là tấm gương sáng cảm ơn các đồng chí nhiều những lời nói của Phạm Văn Đồng, đại diện cho ban lãnh đạo cao nhất của Đảng và chính phủ, được tiếp theo bằng cách bắt tay Leon và từng thành viên của đội vừa hoàn thành nhiệm vụ mà đồng chí Tổng tư lệnh giao phó. Sau đó, đồng chí đại sứ của chúng tôi nói: "Chúng tôi rất cảm ơn các đồng chí vì đã cho chúng tôi cơ hội tham gia cùng các chiến sĩ Việt Nam anh hùng trong công việc xây dựng con đường Hồ Chí Minh." Có lần, Fidel đã nói: "Vì Việt Nam, chúng ta sẵn sàng hiến cả máu và mồ hôi của mình và ở đây một lần nữa đã thể hiện chiều sâu của những kế hoạch này chúng ta chúc mừng tất cả các đồng chí cuba chúc mừng nhân dân việt nam anh hùng vì đã cho cuba một dịp tốt để thể hiện tình cảm yêu mến và tình đoàn kết của mình bằng cách này sự ủng hộ của cuba đã đón nhận vinh dự mà việt nam đã dành cho những ai giúp đỡ một cách trung thành và vô tư trên mặt trận quân sự. Hơn 70 đơn vị vũ trang và bán vũ trang đã liên quan đến con đường. Những đơn vị đã được huy động từ các đồng chí chỉ huy đến những người lính trẻ nhất gia nhập các đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Họ bao gồm 4 sư đoàn, 15 trung đoàn, 37 sĩ quan và chiến sĩ của các đơn vị này đã được phong danh hiệu anh hùng. Đoàn 559, ngày mùng 3 tháng 6 năm 1975 được đón nhận danh hiệu cao quý đơn vị anh hùng. Một năm sau khi kết thúc nhiệm vụ, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Tôn Đức Thắng ngày mùng 1 tháng 4 năm 1976 đã ra sắc lệnh như sau. Theo điều khoản 63 của Hiến pháp nước Việt Nam. Theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 16 tháng 3 năm 1976 nay ghi nhận công lao giúp đỡ của kháng chiến yêu nước của nhân dân ta chống đế quốc Mỹ. Quyết định tặng huân chương chiến công cho ba cán bộ kỹ thuật Cuba có tên sau đây. Đồng chí Pablo Roberto Leon Gonzalez, huân chương chiến công hạng 2. Các đồng chí Julian Chacon Lopez và Enrique Silva Galano, huân chương chiến công hạng 3. Ngày mùng 1 tháng 11 cùng năm đó, đại diện Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở Cuba. Lúc đó, Việt Nam đã thống nhất và đổi tên. Đồng chí Trần Hữu Súy đã tổ chức tại sứ quán lễ trao các huân chương đó cho các đồng chí Leon, Chacón và Silva. Sau 14 năm, đồng chí đánh giá về tình đoàn kết Cuba Việt Nam ở đường Hồ Chí Minh ra sao? Về câu hỏi này, trong một bức thư của tôi mà đồng chí Amando Sandro Yero đại sứ của Cuba tại Việt Nam mang sang, đồng chí Đồng Sĩ Nguyên đã trả lời. Trước hết, cần phải nêu ra yếu tố ủng hộ trong nhiều mặt của Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba, trong đó có sự giúp đỡ trực tiếp về tinh thần và vật chất cho con đường Hồ Chí Minh, nơi mà chính đồng chí Fidel đã đến tận nơi để chứng kiến tình đoàn kết này. Tôi muốn các đồng chí báo cáo với đồng chí Fidel Castro, với Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba rằng sự giúp đỡ của Cuba đã đóng góp tích cực cho bộ đội Trường Sơn, xây dựng được những con đường đủ tiêu chuẩn ở vùng Trường Sơn, khi đã đến lúc phải chuẩn bị khẩn trương cho chiến dịch Hồ Chí Minh. Nhờ những phương pháp tốt xây dựng các chiếc cầu, đã chuyển hướng đúng lúc các phương pháp và chỉ trong 20 ngày, chúng tôi đã có thể xây dựng lại một loạt các cầu dã chiến bị địch phá hủy khi chúng rút lui theo quốc lộ miền Trung và Đông Nam Bộ. Và như vậy, chúng tôi đã tạo điều kiện cho cuộc hành quân được nhanh chóng của các quân đoàn chủ lực trong cuộc tiến công và bảo đảm việc đi lại bình thường của nhân dân. Sau chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975, 5 tháng trôi qua và con đường phía đông giải Trường Sơn được xây dựng với sự giúp đỡ của Cuba hiện nay đang đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và sự đi lại ở các vùng mỏ. Nhân dân và quân đội nhân dân Việt Nam giống như chúng ta không bao giờ quên chiến thắng vĩ đại của tổ quốc chúng ta cũng không quên tình cảm anh em sâu sắc của cuba đối với việt nam